Khi bạn đang sở hữu website cũng như bạn quản trị website của mình, một trong những cách giúp cho bạn có thể đưa website của mình lên trên top Google đó là chúng ta sẽ xây dựng những bài viết chất lượng và chuẩn SEO. Thì ngoài cái điều đó ra thì chúng ta cần phải làm thêm cho một cái phần nữa cũng rất là quan trọng, đó là chuyên mục của bài viết. Thế thì hôm nay ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái điều này ha. Và mình là Nguyễn Minh Phụng đến từ công ty ETI Solution. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải truy cập vào trang quản trị website của mình và các bạn đi đến cái phần là quản lý chuyên mục. Quản lý chuyên mục. Và các bạn sẽ kiểm tra ngay chỗ cái danh sách chuyên mục của mình là nó có cái biểu tượng là những cái bóng đèn chưa. Ví dụ như ở đây là màu đỏ nè, ở đây là màu xám nè. Thì đây chính là cái trạng thái của cái plugin là Yoast SEO, một cái công cụ để tối ưu SEO cho web. Và nếu như trang web của bạn chưa có cài cái plugin này thì bạn cũng có thể liên hệ lại với lại cái đơn vị thiết kế web cho mình để nhờ họ cài cho bạn cái plugin đó. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ với mình thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể tự cài plugin này bằng cách bấm vào cái đường link ở phần mô tả. Thì mình cũng có chuẩn bị cho bạn một cái video hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể cài đặt và cấu hình cái plugin Yoast SEO vào trong website của mình. Và nếu như các bạn có rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo chuyên mục ở phần phía bên này. Thì các bạn cũng điền cái chuyên mục giống như bình thường ha. Ví dụ ở đây mình ghi là hướng dẫn cách làm bánh. Rồi, phần đường dẫn thì mình để trống. Thì trang web nó sẽ tự điền cho chúng ta. Liên chuyên mục tra thì mình để trống. Thì cái chuyên mục này và cái tiêu đề này thì tùy trang web của bạn, tùy cái nội dung về sản phẩm và dịch vụ của bạn thì bạn có thể điền và bố trí cho thích hợp ha. Rồi, bây giờ đến phần mô tả. Và mình dán vào và mình bấm nút thêm chuyên mục. Sau khi các bạn đã thêm chuyên mục thành công rồi thì các bạn sẽ bấm vào nút chỉnh sửa. Và các bạn sẽ kéo xuống cái phần là Yoast SEO, các bạn sẽ nhập là cái từ khóa vào. Ví dụ mình nhập luôn cái tên của cái chuyên mục này là hướng dẫn cách làm bánh. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ coi cái trạng thái của cái phân tích SEO này các bạn. Coi trạng thái của phân tích SEO này thì ở đây nó sẽ có một số cái checklist và các bạn xem là nó đã được đáp ứng hay chưa và chúng ta cần tối ưu gì nữa hay không. Ví dụ như là cái nhóm tiêu đề SEO nè, tiêu đề của chuyên mục nè, thì từ khóa nó xuất hiện rồi nhưng mà nó không nằm ở đầu câu. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại mình kiểm tra thử nha. Thì ngay chỗ này các bạn thấy nó đang có cái chữ lưu trữ nè. Thì ở phía này nó có cái chữ lưu trữ thì các bạn xóa đi. Để cho cái chữ hướng dẫn này nó lên trên đầu câu là ok. Và nó sẽ mất đi cái này. Rồi, độ dài mô tả meta là không có mô tả. Thì cái mô tả này nó sẽ xuất hiện ở ngoài Google. Các bạn thấy có cái dòng chữ này nè. Các máy tìm kiếm sẽ hiển thị đoạn văn bản từ trang. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ bổ sung ở cái đoạn thẻ mô tả này. Thì các bạn chỉ cần là dán cái mô tả lúc đầu vào thôi. Rồi, chúng ta dán vào thôi. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra thêm một số cái tiêu chí khác nữa. Ví dụ như ở đây thì về cái độ dài của cái mô tả chuyên mục thì chúng ta sẽ có là cái độ dài là 29 từ. Và Yoast SEO á, nó đề xuất thấp nhất là 250 từ. Do vậy là chúng ta sẽ cần bổ sung thêm cái này. Thì các bạn có thể là bổ sung thêm vào đây nha. Vào đây thì cái khung soạn thảo mô tả cho cái chuyên mục nó giống như là các bạn soạn thảo bài viết. Thì các bạn cũng trình bày chuẩn SEO giống như bình thường. Ví dụ như là mình ghi là đó, mình ghi là như vậy, một cái tiêu đề 2 đi. Một cái tiêu đề 2, rồi. Đây là tiêu đề 2. Mình cho cỡ chữ nó thấp xuống. Rồi, ở dưới đây thì mình sẽ tìm một cái danh sách các loại bánh. Mình điền vào, thì các bạn chờ mình trong giây lát để mình điền vào nha.
sau khi mà mình đã bổ sung thêm cái số lượng từ cũng như những cái H2, cái tiêu đề 2 các bạn, những cái tiêu đề 2 giống như thế này đó, thì cái login job sale, những cái trạng thái này nó báo xanh hết rồi, thì coi như là chúng ta cũng đã tối ưu một cái phần nào đó cho cái chuyên mục của mình. Ngoài ra thì ở trên cái chuyên mục á, nó sẽ có thêm một cái chỗ gọi là cái ảnh minh họa cho cái chuyên mục đó, thì các bạn cũng nhớ điền đầy đủ để khi mà nó hiện ra ngoài Google hoặc là ai chia sẻ cái chuyên mục đó thì nó sẽ hiện đầy đủ luôn nha. Và ngay chỗ này thì các bạn có thể là up ảnh ngay chỗ cái tab mạng xã hội của cái job sale nè, ngay chỗ cái tab là mạng xã hội nè, ví dụ như là Facebook hay là ngay chỗ những cái Twitter gì đó, thì các bạn điền đầy đủ là nó sẽ hiện ra trên mạng xã hội, thì nó sẽ hiện đầy đủ hình ảnh các thứ hơn đó. Ví dụ như mình điền cái này, các bạn nhớ là khi làm việc với ảnh á, thì các bạn sẽ phải điền đầy đủ những cái thông tin của những cái ô này nha. Rồi các bạn điền tương tự với lại những cái chỗ này, thì các bạn làm xong rồi thì các bạn bấm là cập nhật. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể là tạo cái chuyên mục cũng như là tối ưu cái chuyên mục của mình chuẩn SEO để giúp nó dễ dàng được index ở trên Google. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tối ưu tất cả những cái chuyên mục trên website của mình để mỗi cái chuyên mục nó sẽ được phát huy cái vai trò của mình tốt nhất. Nếu như các bạn cảm thấy video này có giá trị, có ý nghĩa với bạn thì hãy cho mình xin một nút like, cũng như bạn bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để mỗi lần mình ra video tương tự như vậy thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Tạm biệt.